Các em học sinh mến, trong video hôm nay chúng ta tiếp tục học môn toán lớp 4 sách kết nối tri thức qua sách và bài tập bài 9 luyện tập chung tiết 2. Rồi các em có thể theo dõi toàn bộ video về và bài tập toán 4 kết nối của kênh Thành Đô Vlog bằng cách là các em gõ từ khóa và bài tập toán 4 kết nối Thành Đô Vlog. Trước hết là các em làm bài tập số 1, nối 3 điểm sau để được hai đoạn thẳng tạo thành một góc nhọn. Các em biết là góc nhọn thì nó bé hơn góc vuông. Như vậy các em sẽ nối điểm N với điểm G, điểm G với điểm A, chúng ta được góc đỉnh G cạnh GL, GE bé hơn góc vuông, tức là góc này là góc nhọn. Bài tập số 2, khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng. Hoàng hậu hẹn thỏ trắng đến dự tiệc trà. Biết tiệc trà bắt đầu lúc kim giờ và kim phút tạo thành một góc biệt. Hỏi trong các đồng hồ dưới đây, đồng hồ nào chỉ lúc tiệc trà bắt đầu? Các em biết là góc biệt nó có đặc điểm là hai cạnh quay về hai phía khác nhau và tạo với nhau thành một đường thẳng. Như vậy ta thấy hình C, kim giờ và kim phút quay về hai phía khác nhau và tạo thành một đường thẳng. Được chưa? Tức là kim giờ và kim phút tạo thành một góc biệt. Đây là thời điểm 6 giờ. Như vậy là tiệc trà bắt đầu lúc 6 giờ. Các em chọn đồng hồ C. Bài tập số 3, viết số đo góc thích hợp vào chỗ chấm. Để đo chiều cao một cái cây, người ta xác định 3 điểm O, A và B như trong hình vẽ. Góc đỉnh B cạnh BA, BO bằng bao nhiêu độ? Góc đỉnh B cạnh BA, BO muốn biết bằng bao nhiêu độ thì các em dùng thước đo góc để các em đo. Các em đặt thước sao cho tâm của thước trùng với đỉnh B của góc. Cạnh thứ nhất của góc đi qua vạch không của thước. Bây giờ các em quan sát cạnh thứ hai của góc, ta thấy nó đi qua vạch 60 của thước, tức là góc đỉnh B cạnh BABO bằng 60 độ. Các em nhớ là vạch không nó ở hàng số dưới, thì khi đọc số đo các em cũng đọc ở hàng số dưới. Tiếp theo là góc đỉnh A cạnh AB, AO bằng bao nhiêu độ? Góc đỉnh A này cạnh AB này, AO này bằng bao nhiêu độ? Rồi, các em cũng đặt thước sao cho tâm của thước trùng với đỉnh A của góc. Cạnh thứ nhất của góc đi qua vạch 0. Quan sát ta thấy cạnh thứ hai của góc đi qua vạch 90. Tức là góc đỉnh A cạnh AB, AO bằng 90 độ. Trong trường hợp này ta thấy vạch 0 ở hàng số trên. Vậy khi đọc số đo của góc, các em cũng đọc số đo ở hàng số trên. Trong trường hợp này thì hàng số trên và hàng số dưới có trùng số đo. Được chưa? Bài tập số 4, viết số thích hợp vào chỗ chấm. Trong hình trên có bao nhiêu góc nhọn, bao nhiêu góc vuông và bao nhiêu góc tù? Trước hết là các em quan sát xem là trong hình trên có bao nhiêu góc nhọn. Góc nhọn ta thấy có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Như vậy là có 18 góc nhọn. Bao nhiêu góc vuông? 1, 2, 3, 4. Mỗi hình vuông có 4 góc vuông. Ở đây có tất cả là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 hình vuông. Như vậy, ta lấy 4 x 6 bằng 24. 24 góc vuông. Và bao nhiêu góc tù? Góc tù 1. Các em nhớ góc tù là góc lớn hơn góc vuông. 1 này, 2, 3, 4, 5, 6. Trước hết là có 6 góc tù.
Trước hết là chúng ta tìm được 6 góc tù. Được chưa? Bây giờ các em tính thêm này. Các em đếm được 6 góc tù rồi đúng không? Rồi, ở mỗi đỉnh này, ta thấy có một góc tù này. Lớn hơn 90 độ là một góc tù. Lớn hơn góc vuông, tức là lớn hơn 90 độ là góc tù. 1 này, 2 này, và 3 này. Mỗi đỉnh là có 3. Mà ở đây có tất cả mấy đỉnh? 6 đỉnh. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Như vậy, lúc đầu là chúng ta đếm được 6 góc tù. Bây giờ cộng thêm, mỗi đỉnh có 3. 3 x 6 nữa. Được chưa? 3 x 6. Rồi tiếp theo nè. Chỗ này có 1 này. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. Như vậy là có 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 x 6. Cộng với 2 x 6 nữa. Rồi các em tính xem là kết quả cuối cùng bằng bao nhiêu. 3 x 6 bằng 18 này. 2 x 6 bằng 12. 18 cộng 12 bằng 30. 30 cộng 6 bằng 36. Như vậy là có 36 góc tù. Rồi như vậy là bài học hôm nay đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các em trong các video tiếp theo. Chúc em học tốt.